Xin chào mọi người. Hôm nay Trâm Anh mời mọi người cùng Trâm Anh làm một chuyến gym tour để xem coi phòng tập gym đẳng cấp 5 sao là như thế nào nha. Và hiện tại Trâm Anh đang đứng tại một trung tâm thương mại lớn của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Pico Plaza. Nơi đây thu hút rất là nhiều khách tham quan tại vì có rất là nhiều brand lớn đóng đồ tại đây. Điển hình đó là phòng tập gym Cali thôi nha. Bây giờ thì mình cùng đi tham quan nhé. Let's go. Cali thì nằm ở lầu 3. Các bạn có thể đi thang máy, bấm tầng 3 hoặc là đi thang cuốn đều được hết. Quy trình check-in nhanh gọn, chưa tới 5 giây. Với mỗi lớp group X và lớp yoga sẽ có giới hạn số lượng hội viên tham gia để đảm bảo được không gian tập cũng như là chất lượng của mỗi clip buổi tập sẽ tốt hơn. Tôi thì tôi không có giỏi nhảy cho nên là ngại lắm. Nhưng mà lớp Zumba này nè có rất là nhiều động tác dễ phù hợp cho những người mới tập như Trâm Anh. Tôi mới vừa hoàn thành xong lớp học Zumba, phải nói là vui cực kỳ luôn. Phải công nhận thêm một chuyện nữa là mấy cô mấy chú ở trong đó quá trời năng lượng luôn, tôi theo không có kịp. Mà dạo gần đây á, Trâm Anh mới biết tới hình thức tập nhóm group X này á, mình được tập với âm nhạc nè, còn có cả huấn luyện viên hướng dẫn nhiệt tình nữa. Tập xong á xả chết lắm luôn á, mà đã vậy còn được đốt cháy biết bao nhiêu là calo. Lớp học thì đa dạng, những ai mà thích là tập cardio nè, tập nhảy múa nè, hay là tập hit á thì tất tần tật đều có ở đây. Chỉ sợ là mình không có thời gian để tập thôi mọi người ơi. Hôm nay Trâm Anh siêng lắm nha. Vừa mới kết thúc lớp học nhảy Zumba xong thì bây giờ Trâm Anh lại tiếp tục đi gặp PT thân yêu của mình. Vai diễn sắp tới của Trâm Anh đòi hỏi một cái thân hình rất là đẹp luôn. Với lại mình cũng cần một cái sức khỏe thật là dẻo dai để mình có thể cân được cái khối lượng công việc sắp tới. Với cả mình cũng cần phải có năng lượng để tận hưởng cuộc sống. Xin giới thiệu với mọi người, đây là PT thân yêu của mình, chị Ivy. Lét nhẹ xíu nha, là chị Ivy có một cái kiến thức rất là tốt và có kinh nghiệm trong việc tạo dựng một cái hình thể đẹp. Nhìn chị là thấy uy tín rồi cho nên là tôi rất là an tâm. Phải nói là được đi tập với PT cực kỳ hiệu quả luôn mọi người. Tại vì tôi cũng bận cho nên mỗi lần mà được đi tập tôi luôn muốn buổi tập của mình rất là chất lượng. Cảm ơn chị Ivy rất là nhiều vì chị đã luôn truyền cảm hứng cho em. Với lại tập với chị xong tôi có ý thức thêm về sức khỏe nè. Mà có sức khỏe là có tất cả luôn mọi người. Và nhớ là phải chăm chỉ đi tập nha. Em cảm ơn chị. Trâm Anh rất thích tập ở Cali Tân Bình. Bởi vì không gian ở đây thì rộng rãi, máy móc thì đầy đủ, rất là hợp ý tôi nha. Một điểm nữa mà Trâm Anh rất thích ở Cali Tân Bình đó chính là có khu dành cho hội viên Iconic và Centurion. Có các máy tập và có cả khu locker riêng. Mỗi ngày mình còn được nhận một ly nước theo menu riêng. Trong khu sèn còn có hồ bơi thủy liệu pháp nữa để cho các hội viên thư giãn cũng như là chăm sóc sức khỏe. Nói chung á là tôi cực kỳ thích không gian cũng như là dịch vụ tại Cali Pico Tân Bình. Không có gì phải nói tại vì quá nhiều điểm tốt rồi. À đúng rồi, tôi có quà cho mọi người nữa. Mọi người hãy quét mã ở đây để vào xem cái ưu đãi và sắp xếp công việc của mình để đi tập mỗi ngày để có một đời sống khỏe như tôi nhé. Giới thiệu với mọi người, đây là khu locker và sẽ để đồ dùng cá nhân của mình ở đây. Và sau khi mình tập xong thì mình vào đây mình lấy đồ để đi thay đồ. Đây là khu vệ sinh. Còn đây á là nhà tắm để mình tắm rửa sau khi mình tập xong. Còn hai cái này đó chính là phòng xông hơi. Sau khi mình tập xong thì mình có thể vào đây xông hơi để cho mình khỏe hơn mọi người. Không như vậy, ở đây còn có gương và máy sấy tóc để cho mình luôn chỉnh chu và xinh đẹp sau mỗi buổi tập. Bây giờ thì mọi người cùng đi siêu thị với Trâm Anh nha. Tôi rất là mê tập ở đây tại vì mỗi lần mà tập xong á là được đi siêu thị mua những đồ ăn healthy cho bản thân. Kiểu như là mình được thấu hiểu bản thân hơn và chăm chút hơn để nạp năng lượng sau một buổi tập. Cảm ơn mọi người hôm nay đã sống khỏe cùng với Trâm Anh. Mọi người nhớ nha, phải đi tập đều đặn, ăn uống đủ chất. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.